kính sính, là tấm gương cao cả, biết hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, là người đầy tớ của nhân dân. Ai sẽ lên thay ông Sính làm chủ tịch? Việc ấy đã có tổ chức lo, quan tâm làm gì cho mệt. Hôm nay chúng ta tiến hành kiểm kê tài sản của đồng chí Sính để lại. Thằng Tún là con của anh Sính. Anh lên thay anh Sính thì đã rõ rồi, thế nhưng mà tìm người thay anh thì không phải là dễ. Năng lực chỉ là một phần thôi chị ạ, nếu không có người đỡ đầu thì không thể tiến bộ được đâu. Mua một chức cán bộ tỉnh mà chỉ có 300 triệu thôi sao? Rẻ quá. Bỏ con than sắt, bắt con cá rô, muốn câu con cá lớn phải có cái mồi to. Em đang định để lô đất hơn 200 m² của anh sát lô đất của anh Viện phó chủ tịch tỉnh. Họ nói là có người cướp đất của dân. Điển hình là vợ chồng Xúy Vân ấy, khi bà mà bị lừa là bà phải chẫm mình rồi xong tự tử, bà bị xoáy. Nếu xem vợ chồng đó bằng mắt hiện đại mình sẽ hơi tiếc, nếu Xúy Vân ngày xưa mà gặp được một nhà phân tâm học thì có phải là Xúy Vân thoát chết không? Lâu lắm rồi em mới có buổi picnic ngoại thành thế này, không khí thật là trong lành. Nếu em thích, tuần nào ta cũng đi. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Rubik Chat. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Rubik Chat luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị những câu chuyện rất là đặc biệt và với những vấn đề rất là nóng bỏng xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một vị khách mời rất là quen thuộc của chương trình, và đây sẽ là một vị khách mời rất nhiều câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Đó là tiến sĩ khoa học ngữ văn Đoàn Hương, mời quý vị cùng gặp gỡ. Vâng, xin chào cô. Dạ rất vui, mời cô ngồi ạ. Mơ đi. Dạ không có đâu. Sinh viên nó sợ tôi lắm. Mỗi lần nó vậy? mơ thấy cô là có khả năng bị điểm xấu đấy. Có lẽ cô là một người khó tính phải không? Không, tôi rất là dễ tính. Nhưng mà người ta gọi là dễ tính có nguyên tắc. Dạ vâng. Thôi thì thà mình có nguyên tắc để cho cuộc sống mình nghiêm túc hơn mà. Dạ vâng ạ. Thằng nghĩ là với cái công việc của cô hiện nay, vừa giảng dạy nè, rồi vừa viết sách, chắc là có ít thời gian dành cho mình để thư giãn lắm phải không ạ? Đúng là quả thật là cái nghề của tôi nó là nghề đặc biệt, cũng như nghề của các anh chị ở đây. Tức là cái nghề của dân nhà báo này, nhà văn này, nhà khoa học là nghề không bao giờ giấc. Đây, thì thường là cái nghề của tụi tôi là làm việc sớm trưa chiều tối nửa đêm mà. Lúc người ta nghỉ thì mình làm việc. Nhưng mà nói thế phải bố trí một thời gian để nghỉ em ạ, gọi là chống stress. Thế là thường cô hay thư giãn như thế nào? Cô tìm đến âm nhạc hay là điện ảnh, hội họa? Như lúc nãy em đã bắt đầu Rubik Chat và nhảy theo một cái vũ điệu. Nhảy là giải tỏa stress em ạ. Mà từ thể dục thể thao. Đúng rồi. Mình cho năng lượng mình giải phóng ra, cơ thể giải phóng. Tôi thường làm việc cho đến sáng. Dạ vâng. Cho nên là trước khi đi làm để chống lại cái buồn ngủ, tôi thường vặn nhạc lên và tự nhảy một điệu trong nhà. Ở đây phải nói là tôi có cái may là hồi nhỏ có học hội họa. Tôi cũng là một họa sĩ. Cô vẽ? Có.
thường những cái chủ đề nào làm cho cô có cảm hứng ạ? Tôi nặng về trừu tượng. Vì thực ra cái tư duy của tôi nó cũng là một thứ tư duy trừu tượng. Hai nữa vẽ tranh trừu tượng rất hay, là mọi người chả hiểu gì cả. Dạ vâng. Và mình không giải thích ra thì mọi người đành phải khen vậy. Thế là cũng là một cái thú. Và hiện nay thư giãn là một chuyện rất là cần thiết, mà mọi người thường gọi là xả stress. Bởi vì cái công việc hiện nay cô thấy là bao nhiêu thứ trên đời này mình phải lo toan. Nào là công việc, nào là cái cuộc sống tất bật của xã hội, nào vợ, nào con. Mình chưa nói đến những cái người có gia đình mình 5-7 con. Thì bao nhiêu cái đấy họ phải lo. Thì rõ ràng là cái thư giãn theo cô nó có phải là cần thiết đến mức độ mà ai cũng phải đi thư giãn không ạ? Cái đó là một sự bắt buộc trong cuộc sống. Nếu là xã hội hiện đại, nếu em ra nước ngoài thì cái xả stress người ta rất chú ý. Trước hết là muốn nói về stress trong xã hội hiện đại phải chấp nhận thôi em ạ. Stress là gì? Chứ là mình phải xem định nghĩa đấy chứ. Mình phải nói hơi khô một tí là định nghĩa. Người, các nhà khoa học trên thế giới cho rằng stress là một sự chấn thương về tinh thần, tình cảm và cảm xúc. Chữ stress khởi phát từ cái chữ của vật lý, gọi là cái lực đập lên một vật khác. Hãy hình dung bị stress là bị đập vào mình. Thật ra ngày xưa xã hội cổ cũng có stress chứ. Dạ có chứ. Điển hình là vợ chồng Xúy Vân ấy. Khi bà mà bị lừa là bà phải chẫm mình xuống sông tự tử, bà bị stress. Nếu xem vở chèo đó bằng cái mắt hiện đại mình sẽ hơi tiếc, nếu Xúy Vân ngày xưa mà gặp được một nhà phân tâm học thì có phải là Xúy Vân thoát chết không? Dạ vâng. Có một nhà khoa học nói một câu rất hay như thế này: stress là muối trong cuộc đời, muối thì chúng ta phải ăn nhưng phải tránh làm sao đừng ăn nhiều quá mà ngộ độc. Dạ đúng rồi, nói chung là đừng làm sao để chúng ta phải bị bệnh tăng xong. Đúng rồi. Vì muối. Ăn mặn quá là không được. Dạ vâng. Nhưng mà thế này cô ạ, hiện nay thì xả stress có rất là nhiều cái loại hình xả stress. Theo cô thì làm thế nào để chúng ta xả stress một cách tốt nhất ạ? Mình đi thư giãn hay là mình đi du lịch, hay là mình quên hết tất cả những cái câu chuyện mà liên quan đến công việc của mình? Xả stress thì đương nhiên có hai loại. Các nhà khoa học định nghĩa là có hai loại, một là xả stress tích cực và hai là xả stress tiêu cực. Xả stress tích cực tức là gì? Giúp cho con người tái tạo lại năng lượng để lao động tiếp chứ không phải để mệt. Thế cho nên có hai hình thức tiêu cực nước mình, ví dụ nhậu nhẹt chẳng hạn. Tôi cũng đi vừa mới đi qua các tỉnh phía Nam ra. Thì tôi phát hiện là tôi xuống đến tận Cà Mau rồi mà ở đó con người ta vẫn xả stress chủ yếu bằng đàn ông, bằng nhậu. Dạ vâng. Đấy. Và thậm chí có một chị cán bộ nói với tôi rằng chồng chị ta đêm nào cũng phải là 1-2 giờ sáng mới về và đã say và không hiểu sao anh không bị đâm vào cây và cột điện và về là leo lên cái võng ngủ thẳng cẳng luôn. Nếu mà ông chồng cứ xả stress như vậy thì bà vợ sẽ đi xả stress ở nơi khác. Dạ vâng. Theo quan điểm hiện đại. Và quả thực là như vậy, hiện nay thành thấy là xả stress là một cái điều rất là cần thiết trong cuộc sống này. Ai cũng có nguy cơ mắc phải stress, mà đôi khi stress rất là cao nữa. Như vậy thì vấn đề là chúng ta phải xả stress như thế nào? Và ngay sau đây thì Thành xin mời cô và quý vị khán giả cùng theo dõi một đoạn video clip để chúng ta thấy được một hình thức xả stress. Chả biết xả cái gì mà lâu thế chứ gì. 1 giờ chiều rồi mà không thấy về, cơm không thèm nấu, con không thèm đón, không hiểu là tại sao. Bố ơi, mẹ đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, con đói lắm rồi. Khổ quá con ạ, 1 tuần nay mẹ cứ kêu là mệt mỏi căng thẳng, trưa nay cần đi xả stress cùng mấy cô bạn gái đấy. Nhưng mà giờ này đi, không thấy về thì làm thế nào? Bố ơi, xả stress là gì ạ? Đại loại như này con ạ. Phụ nữ ấy thì hay mua sắm này, hay massage này. Thế còn đàn ông ấy thì hay uống rượu, uống cà phê, thể thao. Nó mới bị tắc, bây giờ cần phải xả nó ra cho nó thông con ạ. Đấy, con cứ hiểu như thế. Mẹ về rồi. Mẹ đã về. Con này, đây của con đây. Mẹ cảm ơn mẹ. Lấy cho em cốc nước, khát nước quá. Đây, nước này. Thế đi xả chết cùng mấy cô bạn, thế sao về mặt mũi vẫn bơ phờ đấy nhỉ? Uống cà phê rồi, đi massage rồi, vẫn không thấy thoải mái. Bọn em quyết định đi mua sắm. Anh biết không, người ta bảo đi mua sắm là hình thức xả chết tốt nhất đấy anh ạ. Thế à? Thế mua sắm xong rồi đã hết chết chưa? Xả hết tiền rồi, còn tiền đâu nữa mà lo lắng. Thích nhỉ? Thưa cô, sau khi xem xong đoạn video clip này thì cô có cảm thấy đây là một cái hình thức xả stress hợp lý không ạ? Shopping là một cái thú chứ.
Dạ, vâng. Tôi đi ra nước ngoài vì công việc nhiều khi bận, thời gian kín, nhưng mà bao giờ tôi cũng phải yêu cầu đấy cho tôi một buổi đi shopping, mà rồi tôi cũng chả mua bán gì, để đi ngắm nghía cũng là một thú vui của đàn bà. Nhưng mà shopping đến mức mà không còn tiền nữa, shopping đến nỗi nợ nần thì nó thành một cái bệnh gọi là bệnh shopping. Dạ, vâng. Vậy thì bây giờ Thành hỏi vui một tí thôi, là theo cô thì tại sao đàn ông lại ít đi shopping mà thích đi nhậu, còn đàn bà thì lại ít thích đi nhậu mà lại shopping, trong khi người ta nói là đàn bà nói nhiều hơn đàn ông, nhưng mà đàn ông lại thích nhậu đi nói nhiều hơn đàn bà? Đây cũng là một vấn đề tâm lý, cái sắm sửa đặc biệt về đàn bà. Vì đương nhiên là đàn ông các cậu thì đều thích cái đẹp cả. Bây giờ tôi nghĩ là đàn ông shopping nhiều hơn phụ nữ đấy. Cậu phải làm test lại. Nói như Angen, khác với các động vật khác ở chỗ là con người biết làm đẹp. Cho nên cái shopping cũng là một cái đương nhiên là chúng ta phải làm. Cả em và tôi đều là thích cả. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái giới hạn shopping đến đâu. Vì người đàn bà thì phải thừa nhận là đàn ông shopping thì thường là có giới hạn. Đấy, mua gì cũng suy nghĩ. Thế ngoài shopping thì đàn ông các cậu thì ở Việt Nam có thói quen nhậu. Nhưng ngoài ra người ta cho bầu bịch là xả stress. Cái này cực kỳ nguy hiểm nghe. Dạ, cái này là có đó. Đôi khi người ta nói là tôi sẽ quen một cái cô khác, tại vì cô vợ tôi nhà nó chán quá rồi. Khi tôi sang Tây Tạng, mái nhà của thế giới em biết. Cậu gai người Bắc Kinh, học tiếng Việt ở Việt Nam, cậu hỏi tôi: chị nghiên cứu văn hóa Việt Nam có biết câu con gì ăn ít nói nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền. Đàn ông Việt Nam nói xấu vợ và sang đến cả mái nhà thế giới, đi cả Tây Tạng mà người ta vẫn còn, mà người ta vẫn còn nhớ. Cậu đọc không sai tí nào, mình cũng hơi choáng. Nhưng mà các cụ đã nói về tình yêu rồi, một duyên, hai nợ, ba tình. Đầu tiên là duyên, phải duyên phải số nó vồ lấy nhau, đúng không? Nhưng mà nợ, sau đó thành nợ nần. Nhưng mà tại sao các cụ nhà mình không ly dị, bố mẹ chúng mình không ly dị, đó là tình nghĩa. Vì thế cái bầu bịch tưởng là xả stress, nhưng thực ra đem đến stress mới. Bởi vì trong cái bầu bịch ấy, sẽ có ba người đau khổ. Dạ đúng rồi. Người thứ nhất là cái nhân vật đi bồ. Nhìn chung, đàn ông trên thế giới và một số ít ở Việt Nam là bên lở mía ngọt, bên bồi ngô non, tức là đi đâu cũng thế, chủ yếu là vẫn lấy đẹp, tức là thấy phụ nữ đẹp là phải mê. Nói chung đẹp là trên hết. Freud ấy, một nhà phân học định nghĩa rồi, tình yêu dù có đắm đuối đến mấy cũng chỉ kéo dài 10 năm thôi. Sau 10 năm thì cái hôn nhân ấy đi vào tình nghĩa. Đúng rồi. Cho nên là nhân vật trữ tình mới chán bèn đi bồ, thì hóa ra làm nhà trên lưng cá voi. Em biết đấy, cái phận bồ khổ lắm. Các cụ ngày xưa nói rồi, con ơi nhớ lấy lời này, sông sâu chớ lội, bò đò đầy chớ qua. Tức là đừng đặt về mình vào những tình thế nguy hiểm. Đấy, tôi có người bạn đi bồ, thường tối thứ bảy ở nhà. Khi gọi điện thoại tôi là tối thứ bảy mà không đi chơi với bồ à? Hắn nói tối thứ bảy là tối của vợ, tối chủ nhật mới là tối của bồ. Đau không? Người thứ hai stress là người đàn ông. Tự nhiên giữa hai bên, một bên là nghĩa tình, một bên là cô bồ non, và thứ ba là người vợ, đương nhiên là stress. Tức là không nên trôi từ cái stress này sang một cái stress khác. Nhậu nhẹt cũng vậy. Người Việt Nam có thói quen xấu là nhậu xong lúc đầu thì vui vẻ, nhưng sau đó thì đấm vào mặt nhau. Thậm chí có nhớ rất nhiều vụ án xảy ra, đùa một cái trong cuộc nhậu rồi giết nhau. Một cái chết lãng nhách ra. Nói như người Sài Gòn lãng xẹt. Cho nên là tôi nghĩ xả stress quan trọng là gì? Phải có mục đích và đúng hướng. Một trong cái xả stress là đọc sách. Đọc sách nó nâng cao cái đời sống tinh thần. Chính sách vở là chống stress. Montesquieu ơi, nhà triết học lớn của Pháp nhưng rất đáng chí. Thậm chí có lúc là cũng sao không tiếp xúc với ai. Ông bảo sao lại không tiếp xúc, tôi có những người bạn đây. Sách. Dạ đúng rồi. Nên đọc sách. Nói chung là chúng ta sẽ sống được nhiều cuộc đời của nhiều người khác qua cuốn sách. Nhưng mà xả stress em biết không, không có nghĩa là ngồi đọc sách. Như chúng tôi vậy, ngồi đọc sách tức là tiếp nối stress là stress. Chúng tôi có stress chứ. Người xã hội hiện đại ai phải chấp nhận stress hết. Phải chung sống với nó. Nếu không chấp nhận stress thì không thể chung sống với nó. Đừng ảo tưởng rằng trốn stress. Có những cái loại stress như em nói là, tôi thấy là đàn ông thì hay cho mình là hút thuốc mới là xả stress. Thì hút là mình xả thôi mà bao nhiêu người phải hưởng cái stress đó. Rất hay, rất hay. Cô không biết là cô có phải là một cái nạn nhân mà chịu ảnh hưởng bởi một số những cái xả stress của những cái người thiếu ý thức không ạ? Thực ra là tôi thì chịu được khói thuốc, nhưng mà tôi không thích khói thuốc. Yeah. Nhưng mà tôi cũng rất thông cảm. Đôi khi nghệ sĩ nợ họ, nhất là đàn ông, cũng cần phải có điếu thuốc và cốc cà phê. Yeah, vâng. Biết rằng những thứ đó thì nó hại, hơi độc hại. Nhưng mà nên hút ở nơi khác.
Tôi nghĩ cái định hướng xả stress trong xã hội rất quan trọng. Và điều này là các nhà tâm lý học của chúng ta, và có một cái môn học mà tôi rất thích phát triển, khoa học rất thích phát triển Việt Nam, là phân tâm học chứ không phải là tâm lý học. Phân tâm học mà thủy tổ của họ là Freud, hay còn gọi là Freud ấy, là người ta định nghĩa rằng cái stress ấy, nếu nó đi một thời gian nó có thể ăn vào vô thức. Mà khi nó trở thành vô thức nó rất nguy hiểm, có người ta bị trầm cảm triền miên. Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên là chúng ta phải có những giáo sư, những chuyên gia đầu ngành về phân tâm học, tâm lý học, định hướng cho con người ta xả stress. Nói chung là hiện nay là stress thì không thể tránh khỏi được, chúng ta nên đối diện với nó và tìm một cái cách xả stress nào cho thật hợp lý và khoa học. Cô có nghĩ là chúng ta nên hướng dẫn, như cô nói là định hướng xả stress cho thật tốt, là xã hội chúng ta nên có những cái loại hình giải trí lành mạnh hơn để phát triển, thúc đẩy nhiều hơn, để chúng ta được một cái nơi để cho mọi người đến đó để xả stress đúng với cái nghĩa của nó mà. Ý kiến của em hoàn toàn đúng. Ví dụ cái chương trình Rubik Chat này là một nơi xả stress cực tốt. Người ta đến với chương trình này chưa chắc là để học tập một cái gì, nhưng người ta xem nó, người ta có một vài ý kiến, ý tưởng về cuộc sống và định hướng cho người ta. Cái điều rất là quan trọng. Rõ ràng giải trí hiện nay cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể làm cho mình thoải mái hơn sau những cái công việc nặng nhọc mà mình đã phải đối mặt suốt cả một ngày. Đúng. Ở đây có một cái rất hay là cái chức năng về văn học nghệ thuật ấy. Trước đây là chúng tôi học chỉ có 3 chức năng thôi. Chức năng thẩm mỹ, chức năng giáo dục và chức năng nhận thức. Nhưng đến thế giới đã từ lâu họ thêm vào một chức năng là chức năng giải trí. Giải trí là gì? Là phải định hướng cho độc giả, vừa giúp cho người ta giải tỏa stress, thư giãn cho cuộc sống, và đồng thời phải giúp cho người ta những bài học sâu sắc. Nhiều vĩ nhân trên thế giới đã xả stress. Ví dụ các Marx thì làm thơ. Đấy, tôi kể những vĩ nhân. Einstein chơi đàn violon. Rồi là Lenin chẳng hạn thì đọc sách. Lenin đọc sách rất nhiều. Cho nên là thành ra tôi nghĩ rằng mỗi người cũng nên định hướng một cách xả stress cho mình. Bởi vì không có một cái đơn thuốc cho tất cả mọi người trên thế giới. Đơn thuốc xả stress là đơn thuốc tự chính mình làm ra. Và văn học nghệ thuật chúng ta phải góp phần vào định hướng cái đơn thuốc ấy. Cho nên chúng ta phải đầu tư rất lớn vào văn học nghệ thuật. Nó là một cái đầu tư quan trọng cho con người của tương lai. Dạ vâng. Nói chung chúng ta sống như thật ý nghĩa, bởi vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, không ạ? Ừ. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đồng ý với em. Quý vị và các bạn thân mến, và qua câu chuyện của chúng tôi, mong muốn mang đến cho quý vị một thông điệp ngắn là chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và nếu như chúng ta có stress đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm một cách xả stress cho thật hợp lý, thật khoa học, để chúng ta đừng gây stress cho mọi người sau khi mình xả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Và xin được hẹn gặp lại vào lúc 14:30 thứ bảy tuần sau cùng với chương trình Rubik Chat. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phim thì có những cái cảnh quay thì bắt buộc rất là khó, và có những cái mà cảnh quay mình theo kịch bản thì mình ví dụ như là cái đám tang ông chính, nếu mà tổ chức thì rất là tốn kém, buộc mình phải ngẫm nghĩ và đi đến một cái quyết định, tức là mình lấy cái đội tiêu binh và đọc cái điếu văn thì nó vừa trang trọng mà lại vừa đỡ tốn kém. Thế còn cảnh quay có những cái cảnh quay rất là đông người, ví dụ như cảnh quay biểu tình cùng cả xe hút, xe cẩu, xe nó kia này khác, thì dàn dựng ra và làm cũng tương đối kỹ. Nhưng cũng có những cái cảnh mà mình sẽ không ưng ý được, bởi vì mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh người ta rất là tận tình giúp đỡ, nhưng cũng mình cũng không thể kéo cả 100 người dân lên cái cổng ủy ban người ta để mà biểu tình và làm tự nhiên mình làm người ta mang tiếng. Dân đi qua đường không biết đấy là biểu tình thật hay biểu tình giả hay là đóng phim, cho nên là cái lượng người ở cổng ủy ban thì lập tức bị giảm đi. Nếu các bạn theo dõi phim sẽ thấy là giữ cái biểu tình rất đông nhưng ở cổng ủy ban thì rất ít. Có thể nói là cái khác của cái nhân vật trong cái phim này á, đối với cái vai phản diện này,
đó là làm sao mà anh thể hiện cái nhân vật của mình bên ngoài không được biểu lộ hoặc là không được bộc lộ một cái gì đó, gọi là anh phải, hay nói cái khác, anh phải biết che giấu tất cả những cái tiêu cực, những cái mặt trái, hoặc thậm chí hay nói một khác là phải che giấu tất cả những cái tham nhũng của mình, để cho khán giả người ta không nhận thấy. Lâu lắm rồi em mới có buổi picnic ngoại thành thế này, không khí thật là trong lành. Nếu em thích, tuần nào ta cũng đi. Vùng cấm à? Cấm. Đã là vùng cấm thì em đừng để lộ ra như thế này, khó chịu lắm. Đàn ông các anh bạc lắm, chưa chấm mút vào thì còn hào hứng, được rồi cái là quên ngay. Người khác thì như vậy, còn anh thì không. Đàn ông các anh thường cả thèm chóng chán lắm. Đã được gì đâu mà biết là chán. Ở trong cái phim Chủ tịch tỉnh và trong cái nhân vật của tôi á, thì tôi phải nói là như thế này, nó có rất nhiều những cảnh nóng, tôi cứ tạm thời gọi là cảnh nóng thôi. Khi đọc kịch bản thì tôi cũng thấy rất là ái ngại, và thậm chí là đây cũng nói vui một câu là bà xã tôi cũng có ngó kịch bản một chút, bà cũng thấy có vẻ rất là băn khoăn những cảnh ấy. Thì đương nhiên là mình không ngại cái chuyện bà xã mình có những cái phản ứng hay có những cái gì ngăn cản trong cái việc ấy đâu, nhưng quả tình thì tôi thấy rằng nha, sau đó tôi cũng có ý kiến với lại đạo diễn, tôi nói là tất cả những cảnh nóng của Việt Nam sẽ không thể hay và không thể bằng được những cảnh nóng của các phim nước ngoài, cho nên tốt nhất là tránh nó đi và tìm một cái lối thể hiện nào đó vẫn nói được cái điều đó mà vẫn đạt được cái mục đích đó, mà ta không phải làm những cái mà nó gượng gạo và những cái mà nó lại không có hiệu quả. Có cái cảnh mà để cho cả đoàn phim cứ buồn cười, và kể cả Minh Hòa cũng cười và không dám đánh anh Minh Thảo, bởi vì có một cảnh là cô này cô ấy uất quá, cô ấy ghen và cô đánh chồng một trận. Thế thì lúc mà diễn viên, lúc mà Minh Hòa diễn thì hăng quá mà coi như là đạp thật lực, và thấy anh Minh Thảo coi như là đau đớn một cách, tức là kể cả nước mắt vòng quanh luôn, tức là cứ chảy ròng ròng. Thế thì lúc đó thì quay xong lúc một thì đạo diễn tức là yêu cầu có một lúc hai để cái góc máy được chặt hơn, thì anh Thảo bảo Minh Hòa ơi, anh tin Minh Hòa, anh bị thoát bị nghĩa đệ, và tức là nếu như mà em đạp vào hông anh như này thì coi như anh nằm luôn một chỗ thật. Thế bảo thế thì em không biết bây giờ anh muốn em đạp vào đâu, và bây giờ anh muốn là em đạp vào vai anh thôi thì tốt hơn. Thế chính vì thế mà trên phim là Minh Hòa đạp rất nhiều vào vai của anh Thảo. Cái ấn tượng nhất của anh có lẽ là cảnh quay say rượu, khi mà nhân vật Tuấn mà Văn Anh đảm nhận là nhân vật người yêu của Bình, là Vi Cầm đảm nhận vai đó, thì ngoài đời Văn Anh rất là ít khi uống rượu và bia, nhưng cũng rất là khó để có thể nghĩ là mình say như thế nào, và đặc biệt là khi say thì phải diễn, và diễn là phải thuộc lời, và thật sự là hết sức là khó khăn trong cảnh quay đó, và một trường đoạn rất là dài, và chú Thuần muốn rằng một trường đoạn đó phải quay một cảnh một lúc, vì sự liền mạch giữa tình cảm, giữa sự lời thoại. Bất cứ đạo diễn nào sau khi mà làm phim xong, và đặc biệt là theo hết phần hậu kỳ, thì đều cảm thấy có những cái mà mình làm chưa tới, giá mà cái nọ giá mà cái kia, và hy vọng là những cái phim sau thì mình sẽ khắc phục những điều.
người chồng nào muốn mang lại hạnh phúc cho vợ kiểu như anh cả. Tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi mình, chỉ mong mình cho tôi một cơ hội. Chúng ta đã chia tay, tôi không còn là mẹ của Thế Anh. Bố nói đi, mẹ đẻ con ở đâu? Sao chúng ta không đến ở với mẹ? Bố ơi, đau khổ như thế bố mẹ đã thỏa mãn chưa? Tôi mong con hãy giúp tôi. Muốn cháu bắt tay với Hoàng gia, có lẽ chủ tịch sẽ phải trả một giá khá đắt đấy. Con người lúc chưa có tiền thì thèm tiền, lúc có tiền rồi thì lại thèm danh. Ta đã cố công gây dựng lại một gia tộc đã gần phế môn, dòng họ này sẽ diệt vong vì các người. Con hứa với bố là con sẽ làm tất cả mọi việc mà bố mong muốn. Chẳng nhẽ tình yêu cũng là thứ giả dối sao? Cô đừng nên tin được tình yêu, vì trên đời này không có thứ xa xỉ nữa đâu. Em nói là lễ có bầu à? Làm ông làm bố rồi mà vẫn còn bồng bột như thế. Con nhất định phải lấy cô ấy. Tao không chấp nhận một đứa con dâu không quan tâm đến vật chất. Nó làm nhụt chí thằng con trai duy nhất của tao. Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh vã tao luôn. Đi hết cả đi. Tôi là một con thú dữ, rất thích vồ mồi. Càng bị kích động, con thú lại càng thú tính hơn.